cập nhật những diễn biến mới nhất chiến tranh Nga-Ukraine trưa thứ Tư ngày 4 tháng 10 năm 2023. Ngày thứ 578 của chiến sự, Ukraine đã thành công phá vòng vây, mở lại toàn bộ ba cảng then chốt ở Biển Đen để đón tàu phục vụ hoạt động xuất khẩu ngũ cốc, bất chấp Nga cảnh báo nhắm vào các tàu đi vào cảng của Ukraine thành công mới nhất của lực lượng phòng vệ. Tối ngày 3 tháng 10, kênh Z của Nga đưa tin quân Ukraine đã chiếm được ưu thế trên hướng Zaporozhye, cụ thể là cuộc đột phá vào làng Novo Rokobavka. Trong bối cảnh này, Tổng thống Vladimir Zelensky đã bất ngờ đến thăm một trong những khu vực nóng nhất trên mặt trận cuộc chiến Ukraine-Nga. Viện trợ cho Ukraine còn lâu mới bị cắt đứt, quân đội Mỹ đã sẵn sàng nhanh chóng bắt đầu quá trình chuyển giao hỏa tiễn chiến thuật tầm xa atacms cho Ukraine. Nga đã mất 40 hệ thống pháo binh và 15 xe tăng chỉ trong một ngày trong bối cảnh cuộc phản công khốc liệt của Kyiv. Cuối cùng là vừa ăn cướp vừa la làng, Nga truy nã 4 quan chức quân sự hàng đầu của Ukraine vì tội khủng bố. Thông tin chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Xin được chào mừng toàn thể quý vị đang quay trở lại với bản tin cập nhật tình hình chiến sự Nga-Ukraine 24 giờ qua trên kênh The Second Post. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Chiến sự ngày thứ 587 bỏ qua đám mây u ám đang bao phủ chính trường Mỹ với việc Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy bị bãi nhiệm lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ, thì những tia nắng vẫn đang chiếu rọi cho công cuộc vệ quốc của Ukraine theo đó, Ukraine đã mở lại toàn bộ ba cảng then chốt ở Biển Đen để đón tàu phục vụ hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của nước này, bất chấp Nga cảnh báo nhắm vào các tàu đi vào cảng của Ukraine, Bloomberg cho biết. Theo nguồn tin trên, 10 tàu đầu tiên đã sử dụng hành lang an toàn mà Ukraine thiết lập sau khi Nga đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen hồi tháng 7. Các công ty bảo hiểm quốc tế cũng nối lại dịch vụ bảo hiểm rủi ro cho các tàu ra vào cảng Ukraine. Theo thỏa thuận, tất cả các tàu di chuyển về cảng của Ukraine sẽ được kiểm tra ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ và chỉ được phép chở nông sản. Ngoài ra, các tàu sử dụng hành lang mới này được giám sát 24 trên 7, cho đến khi chúng rời khu vực nguy hiểm. Báo Moscow Times của Nga cho hay, hành lang an toàn này có thể vận hành sau các cuộc tập kích liên tiếp gần đây của Ukraine nhằm vào hạm đội biển đen của Nga, nhằm phá vỡ sự phong tỏa của hạm đội này đối với các cảng ở Ukraine về cơ bản hạm đội của nga đang bị khóa ở khu vực cảng sevastopol bán đảo crimea do vậy tuyến đường vận tải ở tây bắc biển đen dọc bờ biển romania và bungary trở nên an toàn hơn tờ báo viết bên cạnh đó litva cũng tuyên bố triển khai hành lang ngũ cốc hướng tới các cảng biển baltic để vận chuyển các sản phẩm nông nghiệp của ukraine ngoại trưởng litva Gabrielys landbergis đã thông báo điều này trên twitter nga tiêu hủy thực phẩm litva giao hàng một hành lang vận chuyển ngũ cốc đến các cảng baltic đã được thông qua và thống nhất điều này sẽ giảm bớt áp lực lên biên giới ukraine và tăng nguồn cung cấp cho châu phi và các nước khác hợp tác tạo ra hiệu quả bộ trưởng viết sau khi nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc litva đã đề xuất tăng khối lượng vận chuyển qua các cảng của mình tổng thống litva gitanas nauseda trước đây tuyên bố rằng việc phát triển các hành lang cảng trên biển Baltic sẽ cho phép vận chuyển tới 10 triệu tấn ngũ cốc của Ukraine hàng năm. Trong ngày qua, lực lượng phòng vệ Ukraine có lẽ đã tiến vào làng Novobrokobovka theo hướng Zaporozhye. Tối ngày 3 tháng 10, kênh Z của Nga đưa tin quân Ukraine đã thành công trên hướng Zaporozhye, cụ thể là cuộc đột phá vào làng Novobrokobovka, đặc biệt nguồn tin lực lượng dù cho Teplinsky do một sĩ quan quân đội Nga điều hành viết về điều này. Kênh này bảo đảm rằng Bộ Chỉ huy Nga đã không đưa ra một quyết định sáng suốt khi tung các sư đoàn 7 và 76 của lực lượng vũ trang Nga vốn bị tàn phá nặng nề trong trận chiến vào các cuộc phản công. Quân đội Ukraine được cho là đã tận dụng cơ hội và tiến vào làng, trong khi quân của chúng tôi đang cố gắng thực hiện các cuộc tấn công vào hai bên sườn của nhóm Rabotinsky của lực lượng vũ trang Ukraine với lực lượng của sư đoàn dù 7 và 76, thì trong lúc đó các đơn vị tiên phong của lực lượng vũ trang ukraine đã tiến vào khu định cư của novo prokovka kênh z viết kênh này gọi việc ra lệnh cho các tướng nga xông vào các vị trí của lực lượng vũ trang ukraine thay vì đào sâu vào phòng thủ là siêu ngu ngốc điều này khiến quân đội chiếm đóng của liên bang nga phải trả giá rất đắt về tổn thất nguồn tin viết họ đã đưa một loạt lính đến cái chết vô ích vì sự ngu ngốc và để phô trương được biết rằng theo nguồn tin độc lập deep state novo brokobovka hiện đang ở trong vùng xám và giao tranh đang diễn ra trên lãnh thổ của nó nghĩa là thông tin của những người chiếm đóng về việc lực lượng vũ trang ukraine tiến vào làng có thể tương ứng với thực tế tuy nhiên không có xác nhận tại thời điểm này còn quá sớm để nói về việc giải phóng khu định cư khỏi quân đội nga và giải phóng nó rõ ràng trong cuộc phản công lực lượng phòng vệ ukraine đang tăng cường đột phá mặt trận ở khu vực rabotino tiến về thoát mát, trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội chiếm đóng Nga ở phía nam Ukraine. Trước đó, Dialog.ua đưa tin, theo ISW, lực lượng vũ trang Ukraine đang chiến đấu giành các vị trí và chiến hào quan trọng ở khu vực Rabotino. Bên cạnh đó, các phóng viên quân đội của Nga cũng phàn nàn về chiến thuật mới của lực lượng vũ trang Ukraine gần Bakhmut. Tổng thống Zelensky bất ngờ ghé thăm một trong những khu vực nóng nhất mặt trận. Tổng thống Vladimir Zelensky đã đến thăm một trong những khu vực nóng nhất trên mặt trận cuộc chiến Ukraine-Nga, đó là khu vực Kubyanko limansky của tiền tuyến. Các cơ quan thông tấn đưa tin này có liên quan đến cơ quan báo chí của nguyên thủ quốc gia. Tổng thống Zelensky đã đến thăm các vị trí của lữ đoàn phòng thủ chống khủng bố số 103, lữ đoàn Jäger số 68 và lữ đoàn dù riêng biệt số 25. Tổng tư lệnh tối cao đã tổ chức cuộc họp với các chỉ huy lữ đoàn và chỉ huy tiểu đoàn thảo luận về tình hình tác chiến tại mặt trận, cũng như những vấn đề và nhu cầu cấp bách nhất của quân đội Ukraine. Trên kênh Telegram của mình, Tổng thống cảm ơn sự phục vụ của các binh sĩ lực lượng vũ trang Ukraine và nhấn mạnh với việc mỗi quân chiếm đóng của Nga bị tiêu diệt. Với mỗi bước tiến mới, các đơn vị của quân đội Ukraine sẽ đưa chiến thắng trong cuộc chiến đến gần hơn. Tiếp tục là một tin vui nữa tiếp sức cho cuộc chiến của Ukraine chống lại quân xâm lược Nga. Quân đội Mỹ dường như đã sẵn sàng nhanh chóng bắt đầu quá trình chuyển giao hỏa tiễn chiến thuật tầm xa Atac MS cho Ukraine ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép. Điều này đã được tuyên bố bởi người đứng đầu bộ phận mua sắm của ngũ giác đài Douglas Bush, Bloomberg đưa tin. Quan chức này cho biết sau khi được Tòa Bạch ốc thông qua, việc chuyển giao sẽ diễn ra rất nhanh chóng. Hoa Kỳ đã quyết định loại hỏa tiễn có đạn chùm có thể được phóng từ các cơ sở đã có sẵn của Ukraine như HIMARS và M270MLRS. Ông Bush cho biết việc điều chỉnh cài đặt cho chúng không khó. Tất cả những gì bạn cần là các bổ sung và phần mềm mới. Bloomberg lưu ý rằng nhiều nghị sĩ đã kêu gọi Biden gửi Atec MS tới Ukraine trong vài tháng và theo nguồn tin của ấn phẩm, tổng thống đã nhượng bộ. Ông được cho là đã thông báo cho tổng thống Zelensky về việc chuyển hỏa tiễn đạn đạo tầm xa tới Kyiv trong chuyến thăm Washington gần đây của ông. Các biến thể Atec MS sử dụng bom chùm có phạm vi hủy diệt từ 25 đến 300 km, đầu đạn có thể chứa từ 300 đến 950 quả đạn con. NBC News đưa tin rằng Tổng thống Biden trong cuộc gặp với Tổng thống Zelensky ở Washington đã hứa với nhà lãnh đạo Ukraine sẽ cung cấp cho Ukraine một số lượng nhỏ hỏa tiễn ATACMS. Đồng thời, các nguồn tin của kênh này không nêu rõ khi nào quyết định như vậy có thể được đưa ra hoặc chúng ta đang nói đến phiên bản hỏa tiễn nào. Chuyên gia quân sự Alexander Musienko cho rằng không phải tất cả các hệ thống phòng không đang trang bị cho Liên bang Nga đều có khả năng đánh chặn các hỏa tiễn như ATACMS. Nga đã mất 40 hệ thống pháo binh và 15 xe tăng chỉ trong một ngày, theo thông tin cập nhật hôm thứ Ba từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, trong bối cảnh cuộc phản công khốc liệt của Kiev Bộ Tổng tham mưu cho biết trong báo cáo thống kê hàng ngày của họ rằng, kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, Moscow đã mất 279.440 quân, 4.732 xe tăng, 9.008 xe bọc thép, 315 máy bay, 316 máy bay trực thăng và 6.565 hệ thống pháo binh. Được biết, cả Ukraine và Nga đều đang chịu tổn thất ngày càng lớn. Gần 4 tháng kể từ khi Kyiv bắt đầu cuộc phản công được mong đợi từ lâu, Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Hoa Kỳ, trong phân tích mới nhất về cuộc chiến ở Ukraine cho biết, lực lượng của Kyiv đã tiến nhẹ vào khu vực biên giới tỉnh Donetsk, Zaporizhia, trong bối cảnh các hoạt động phản công vẫn tiếp tục ở phía tây tỉnh Zaporizhia và gần Bakhmut. Viện nghiên cứu cũng cho biết đoạn phim định vị địa lý được công bố hôm thứ Hai cho thấy, lực lượng Ukraine đã giành được một số lợi ích nhỏ ở phía tây bắc Novo Majorska, một ngôi làng ở khu vực phía đông Donetsk của Ukraine. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng lực lượng Ukraine tiếp tục các hoạt động tấn công ở các hướng Melitopol, phía tây tỉnh Zaporizhia và Bakhmut, nơi đã chứng kiến một số cuộc giao tranh ác liệt nhất trong cuộc chiến. Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine Mykhailo Fedorov đã viết trong một bài đăng trên X, trước đây gọi là Twitter, hôm thứ Hai rằng đội quân máy bay không người lái của đất nước ông đã tấn công số lượng pháo binh Nga kỷ lục vào tuần trước. Fedorov nói, tuần trước thực sự là một thảm họa đối với pháo binh Nga. Đội quân máy bay không người lái đã cố gắng hết sức để biến điều đó thành hiện thực. Tổng số thiết bị bị hư hỏng của quân xâm lược lên tới 220. Các phi công lái máy bay không người lái tiếp tục khuấy động và lập kỷ lục mới. Theo hãng tin UK Ranska Ravda, chương trình đội quân máy bay không người lái là sáng kiến của chính phủ Ukraine và chiến dịch gây quỹ để mua máy bay không người lái cho lực lượng quốc phòng Ukraine. Tiếp tục bản tin là một động thái đáng ngờ của lính đánh thuê. Báo cáo từ tình báo quân đội Ukraine cho biết, một nhóm gồm 20.000 lính của tập đoàn quân sự tư nhân PMC Wagner đóng quân ở Belarus đã biến mất khỏi tầm nhìn của phương Tây các vệ tinh của NATO không thể phát hiện chuyển động của Wagner và khí tài quân sự của họ tại những nơi họ triển khai thường trực tại Cộng hòa Belarus trong vài ngày nay. Một đại diện của khối quân sự ở Liên minh Châu Âu cho rằng không thể bí mật di chuyển một đơn vị quân đội lớn như vậy qua biên giới quốc gia. Kyiv lo ngại rằng các đơn vị PMC Wagner đã sẵn sàng đánh chiếm thủ đô Ukraine. Tsygryd đưa tin và nói thêm rằng không có thông tin chính thức nào về việc tái triển khai các đơn vị PMC Wagner từ Belarus. Trong một diễn biến khác, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại thủ đô Washington, Mỹ ngày 1 tháng 10, dẫn thông tin từ kênh Telegram liên kết với tập đoàn Wagner cho biết, Pavel Prigozhin, 25 tuổi, con trai cựu trùm Yevgeny Prigozhin, đã nắm quyền chỉ huy lực lượng này. Pavel cũng được cho là đang đàm phán với vệ binh quốc gia Nga George Vadia về việc để Wagner tái tham chiến ở Ukraine. Wagner không có lãnh đạo rõ ràng nào từ khi Yevgeny Prigozhin chết trong tai nạn máy bay. ISW nói rằng một số thành viên Wagner phản ứng tiêu cực sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuần trước gặp Andrei Trosev tóc bạc, cựu chỉ huy cấp cao của Wagner, để bàn về cách triển khai hiệu quả các đơn vị tình nguyện ở Ukraine. Một số thành viên Wagner muốn ủng hộ người thay thế có mối quan hệ với Prigozhin thay vì Trosev, người liên kết với Điện Kremlin và Bộ Quốc phòng Nga, ISW cho hay. Đến với một diễn biến khác có phần thú vị, Cơ quan điều tra hàng đầu của Nga đã truy tố 4 quan chức quân sự hàng đầu của Ukraine về tội khủng bố liên quan đến các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga và Crimea do Nga sắp nhập bằng máy bay không người lái. Người ngoài cuộc đọc thông tin này không khỏi cảm thán nếu các cuộc tấn công trên được cho là khủng bố, thì tội ác của Nga ở Ukraine phải được gọi là gì mới thể hiện được tầm cỡ của nó. Theo Meduza. Theo thông cáo báo chí được công bố hôm thứ Ba ngày 3 tháng 10, Ủy ban điều tra Nga đã đưa ra cáo buộc vắng mặt về tội thực hiện hành vi khủng bố và truy nã đối với Giám đốc tình báo quân đội Ukraine Kirill Budanov, tư lệnh không quân Ukraine Mykola Omechuk, tư lệnh hải quân Ukraine Oleksiy Nespaba, chỉ huy trung đoàn máy bay điều khiển từ xa thứ 383 Serhiy Berdyanyuk, Cuộc điều tra đã thu thập đủ bằng chứng về sự tham gia của giới lãnh đạo quân sự hàng đầu của Ukraine trong việc tổ chức và thực hiện hơn 100 cuộc không kích sử dụng máy bay không người lái trên lãnh thổ Moscow và Moscow, khu vực Crimea và thành phố Sevastopol, các khu vực Rostov, Belgorod và Priyanka, cũng như một số khu vực khác của Liên bang Nga trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023. Thông cáo báo chí của Ủy ban điều tra Nga cho biết, ủy ban điều tra nga cũng tuyên bố rằng bị cáo đã lôi kéo các quân nhân cấp dưới của họ vào việc phạm tội các nhà điều tra nga cho biết sẽ tìm cách bắt tướng budanov và ba quan chức ukraine bị truy tố ủy ban điều tra nga cũng có kế hoạch bổ sung các quan chức quân sự ukraine khác vào danh sách truy nã của nga trong thời gian tới hiện chưa rõ nga sẽ truy nã và tìm cách bắt các quan chức quân sự bị truy tố của ukraine như thế nào do hai nước đang có chiến tranh vũ trang tòa án quận Lefortovo tại Moscow hồi tháng 4 cũng phát lệnh bắt với tướng Budanov, nhưng động thái này dường như chỉ mang tính biểu tượng. Ông Budanov sau đó nhiều lần tuyên bố sẽ tăng cường các hoạt động tập kích mục tiêu Nga bằng các loại vũ khí do Ukraine tự sản xuất. Ukraine gần đây đã tăng cường các cuộc tập kích bằng UAV hỏa tiễn vào các mục tiêu Nga, gây một số thiệt hại đáng kể với cơ sở hạ tầng và khí tài quân sự, đặc biệt là trên bán đảo Crimea. Bản tin của chúng tôi đến đây cũng sẽ được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đến cuối chương trình và rất mong quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi bằng cách like video, chia sẻ video và đăng ký kênh. Còn bây giờ xin được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.